nhà sử học Mỹ Howard Zinn từng nhận xét: Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến giữa một bên là tổ chức kỹ thuật hiện đại và bên kia là tổ chức con người. Cuối cùng, con người đã thắng. Chúng tôi muốn thêm vào đó vài từ: cuối cùng, con người, lịch sử và văn hóa một đất nước 4.000 năm văn hiến đã chiến thắng. Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa, thì không phải một ngày, một tháng hay một năm, mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập. Câu nói này được thốt ra từ chính miệng chủ nhân của dinh, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, trong những ngày cuối cùng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, như một lời tự thú về một chính phủ hoàn toàn do người Mỹ dựng lên và nuôi dưỡng trong cuộc chiến Việt Nam. Ngày 1 tháng 9 năm 1967, một cuộc bầu cử được dàn dựng để tướng Nguyễn Văn Thiệu lên làm Tổng thống. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức dập khuôn theo mô hình nhà nước Mỹ, nổi bật ở điểm Tổng thống không chỉ nắm trọn quyền hành pháp, mà còn lấn át cả quyền lập pháp và tư pháp. Hiến pháp năm 1967 cho phép Tổng thống nắm độc quyền ngoại giao và ký kết các hiệp ước quốc tế. Đặc biệt, Hiến pháp còn cho Tổng thống quyền ra sắc luật, là hình thức văn bản có tính lập pháp trong những trường hợp khẩn cấp. Người nắm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương thường là tướng tá quân đội, đội luật dân sự. Chính phủ miền Nam là chính quyền độc tài, quân phiệt. Lịch sử công trình kiến trúc này cũng chính là lịch sử của một giai đoạn đất nước chịu sự can thiệp của ngoại bang. Năm 1863, chỉ 4 năm sau khi Pháp đánh chiếm Sài Gòn, Đô đốc La Gangie đã cho khởi công xây dựng dinh thống đốc thật hoành tráng, chủ ý phô trương uy thế chính quyền thực dân ở châu Á với tên gọi dinh Norodom. Từ đó đến năm 1945, nhiều đời toàn quyền Pháp sử dụng dinh làm nơi ở và làm việc trong suốt thời kỳ xâm lược Đông Dương. Tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật đảo chính hất cảng Pháp, dinh trở thành nơi làm việc của chính quyền Nhật ở Việt Nam. Khi Pháp trở lại chiếm Nam Bộ, dinh Norodom là trụ sở làm việc của bộ máy chiến tranh xâm lược Pháp. Sau Hiệp định Geneva, dinh được bàn giao cho chính quyền Ngô Đình Diệm và chính thức đổi tên thành dinh độc lập vào ngày 8 tháng 9 năm 1954. Tháng 2 năm 1962, máy bay của phe đảo chính ném bom làm sập toàn bộ phần chính cánh trái của dinh. Do không thể khuất lại, Tổng thống nền đệ nhất Cộng Hòa Ngô Đình Diệm cho san bằng và xây một dinh thự mới ngay trên nền cũ theo đồ án của kiến trúc sư Ngô Viết Thủ, người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Khôi Nguyên La Mã. Công trình đang dở dang thì anh em Diệm Nhu bị phe đảo chính giết chết. Do vậy, người chủ tọa buổi lễ khánh thành dinh lại là Nguyễn Văn Thiệu, chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, sau này là chủ nhân của dinh, với thời gian sống ở dinh thự này lâu nhất từ tháng 10 năm 1967 đến ngày 21 tháng 4 năm 1975, rồi nhường thời gian 9 ngày còn lại cho Trần Văn Hương và Dương Văn Minh. Số phận của nền đệ nhị Cộng Hòa kết thúc khi chiếc xe tăng mang số hiệu 843 của quân giải phóng miền Nam húc nghiêng cổng phụ của dinh, rồi xe 390 húc tung cổng chính vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sự kiên cố của dinh và những hầm ngầm chìm sâu dưới lòng đất hóa ra vô dụng. Để thực hiện cuốn sách của mình về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, trong vòng 5 năm tính từ tháng 7 năm 2001, giáo sư Larry Berman đã 18 lần đến Việt Nam phỏng vấn ông Ẩn hàng trăm giờ. Khi được Larry Berman gợi ý về tên cuốn sách Điệp Viên Hoàn Hảo, ông Ẩn tỏ ra không thích. Ông đã đề nghị được đổi lại là Điệp Viên May Mắn. Mặc dù vậy, ông Phạm Xuân Ẩn vẫn tôn trọng ý kiến của tác giả, giữ nguyên tựa đề cuốn sách như bản thảo ban đầu.
Giáo sư Larry Berman cho biết. Sau mỗi lần sang Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Xuân Ẩn, khi trở về Mỹ, ông đều đi tìm gặp những người bạn bè hoặc chỉ đơn thuần là người quen biết của vị thiếu tướng tình báo Việt Nam. Tất cả những người Mỹ từng quen biết hoặc có thời làm việc với Phạm Xuân Ẩn đều sửng sốt khi nghe giáo sư cho biết đó là một điệp viên xuất sắc tầm thời đại của Cộng sản Việt Nam, trong giáo mục một phóng viên của hãng Reuters và sau đó là của tạp chí Time. Những người này nói họ không mảy may nghi ngờ một chút nào về việc ông Phạm Xuân Ẩn hoạt động tình báo. Và điều thú vị là tất cả những người Mỹ đó sau khi đã hết sửng sốt thì không ai tỏ ra thù ghét ông Phạm Xuân Ẩn, mà ngược lại, họ rất kính nể và trân trọng tình bạn với cựu phóng viên tạp chí Time. Như để giải thích điều này, trong phần đầu cuốn sách Larry Berman viết: ông Phạm Xuân Ẩn hứa sẽ hợp tác với tôi, nhưng với một điều kiện là ông bảo lưu quyền được nói rằng. Điều này nói ra chỉ để cho ông hiểu toàn cảnh bức tranh, chứ không được viết vào sách, vì nó có thể làm đau lòng con cháu của những người đó. Và xin đừng bao giờ kể câu chuyện đó với ai hoặc nhắc đến tên người ấy. Trong suốt ngày làm việc cuối cùng của tôi với ông, Phạm Xuân Ẩn luôn lo ngại rằng những điều ông nói ra có thể gây hậu quả ngược lại, không phải đối với ông mà là đối với những người khác. Ít nhất cũng có một người hiểu được tâm trạng ấy của ông Ẩn, đó là Daniel Ellsberg. Người đã đợi gần 30 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc mới tung ra cuốn hồi ký của mình với cái tên Bí mật hồi ký về Việt Nam và hồ sơ ngũ giác đài. Daniel Ellsberg là tiến sĩ kinh tế Đại học Harvard. Năm 1964, ông làm việc với phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng McNamara. Một năm sau, Daniel Ellsberg đến Việt Nam làm việc cho chùm CIA Lenstein. Daniel trở về Mỹ năm 1967 và một mặt tham dự phong trào phản chiến, mặt khác liên hệ với các nhân vật cao cấp nắm quyền quyết định chính sách đối ngoại. Năm 1971, ông quyết định đứng hẳn về một phía bằng việc cung cấp 7.000 trang tài liệu mật của ngũ giác đài về chiến tranh Việt Nam cho báo chí tờ New York Times và Washington Post, mấy việc làm có thể khiến ông bị kết án tổng cộng 115 năm tù. Trả lời phỏng vấn trên salon.com, hai năm trước khi cuốn hồi ký được ấn hành, Daniel Ellsberg tỏ ý hối tiếc khi nói: nếu tôi công bố tài liệu trong năm 1964 hay 1965 khi còn làm việc ở ngũ giác đài, có thể chiến tranh đã không xảy ra, và tôi đã có thể ngăn ngừa được cái chết của 58.000 người Mỹ và hàng triệu người Việt. Và đây là điều khiến ông khác với Phạm Xuân Ẩn, người không tin rằng có thể dùng chữ nếu với lịch sử. Bộ phim của chúng tôi có thể thực hiện dễ dàng hơn nếu tướng Ẩn viết hồi ký, việc mà ông không làm vì như ông từng nói, tôi chỉ làm công việc của bất cứ người yêu nước nào. Và còn vì ông muốn mãi mãi chôn sâu vào bóng tối lịch sử những bí mật nghề nghiệp không thể công bố, chôn giấu cả những uẩn khúc đau lòng và những tình huống hoàn toàn có thể cảm thông được trong bối cảnh chiến tranh, nhưng lại không thể tha thứ nếu phán xét trong thời bình. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn cố gắng thực hiện bộ phim tài liệu nhiều tập này, bởi tướng Ẩn là một trong số rất ít người đã nhìn cuộc chiến cùng một lúc từ cả hai phía. Và để những thế hệ sau học được bài học hiếm thấy về một nhân cách lớn đã vượt qua được những thử thách giữa nghĩa vụ và tình người như thế nào. Một bài học có tựa đề là Phạm Xuân Ẩn.